Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Dạo gần đây nhiều phim kinh dị chủ đề ma búp bê rất được khán giả quan tâm. Hôm nay hãy cùng khám phá một bộ phim vô cùng hấp dẫn của đất nước Indo về một con búp bê ma ám đáng sợ bậc nhất màn ảnh rộng. Bộ phim có tên gọi Búp bê Sabrina. Nhân vật trong phim là cô bé gái Vanja. Bố mẹ không may qua đời vài tháng trước, cô bé vì thế phải đến sống cùng người họ hàng của mình là cặp vợ chồng trẻ Aiden và Maina. Bọn họ rất yêu thương quan tâm Vanja. Ngày sinh nhật còn tặng cô bé nhiều món quà đắt tiền. Thế nhưng Vanja vẫn tỏ thái độ không quan tâm. Sau khi bố mẹ mất, cô bé không còn vui vẻ như trước, khiến hai vợ chồng Aiden và Maina vô cùng lo lắng. Aiden sở hữu một công ty sản xuất đồ chơi do bố để lại. Anh ta vì thế đã thiết kế riêng một con búp bê đặc biệt, đặt tên nó là Sabrina. Aiden muốn dùng con búp bê này để khiến Vanja vui vẻ trở lại. Bọn họ không biết rằng bên trong nó ẩn chứa một linh hồn vô cùng độc ác. Vanja ngày hôm sau vào trường, nhìn thấy một cậu bạn đang được đám đông vây quanh. Cậu ta thực hiện một nghi lễ cầu cơ, bảo rằng thứ này sẽ giúp chúng ta nói chuyện với người đã chết. Cậu ta sau đó đặt những câu hỏi, chiếc bàn cầu cơ bất ngờ chuyển động như có ai điều khiển. Vanja nhìn thấy thì vô cùng hứng thú, liền hỏi mượn cậu bạn món đồ chơi này. Tối hôm đó, cô bé vào phòng, bắt đầu thực hiện nghi lễ cầu cơ, với mong muốn được gặp lại người mẹ đã mất của mình. Sau khi đặt ra vài câu hỏi, chiếc bàn bắt đầu dịch chuyển khiến Vanja vô cùng bất ngờ. Cô bé tưởng rằng mẹ mình đã xuất hiện, liền dùng một ứng dụng phát hiện linh hồn quét xung quanh ngôi nhà. Vanja sau đó đi ra bên ngoài hành lang, tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động. Cô bé từ từ bước đến, thế nhưng phát hiện đó chỉ là dì Maina. Sau khi biết được những việc Vanja đang làm chỉ vì nhớ mẹ, Maina vô cùng cảm động, liền mang con búp bê Sabrina đến tặng cho cô bé, hy vọng cả hai sẽ là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên ngay khi Maina vừa rời đi, mắt con búp bê bỗng bất ngờ chuyển động. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Aiden phát hiện Vanja hôm nay khác hẳn mọi khi. Cô bé trông vô cùng vui vẻ, còn mặc chiếc đầm hôm trước Maina mua cho, tay thì ôm con búp bê không rời. Bọn họ vô cùng mừng rỡ, cuối cùng thì cô bé cũng đã trở lại như xưa. Ngày hôm đó, khi Maina đang ở nhà một mình cùng con búp bê, bỗng nghe thấy trên phòng Vanja có tiếng động lạ. Cô gái bước lên kiểm tra, phát hiện chiếc hộp đồ chơi tự hoạt động như có ai vừa mở. Maina liền đến tắt nó đi. Thế nhưng khi vừa bước ra ngoài, tiếng nhạc lại cất lên một lần nữa. Khi Maina vừa mở cửa phòng, kinh hoàng nhìn thấy con búp bê đã ngồi trên ghế từ lúc nào. Cô gái liền đến đóng chiếc cửa sổ lại, xoay đầu qua thì giật mình khi thấy con búp bê đã đổi hướng, nhìn thẳng về phía cô gái. Maina chạy ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà giúp việc, nghĩ rằng do bà ta dịch chuyển con búp bê mà thôi. Tối hôm đó, tranh thủ lúc Aiden và Maina không để ý, Vanja lại tiếp tục mở ứng dụng tìm kiếm linh hồn. Cô bé đi ra dãy hành lang, phát hiện có thứ gì đó đang chuyển động. Khi vừa lại gần thì giật mình thấy một cái bóng màu trắng, thế nhưng đó chỉ là con ma nơ canh mà thôi. Vanja vừa đứng đó, bỗng nhiên một bàn tay màu đen từ đâu xuất hiện, lôi cô bé vào trong tủ quần áo. Nghe thấy tiếng hét, Aiden liền lập tức chạy vào. Vanja vô cùng hoảng sợ, thế nhưng may mắn không bị thương. Aiden nghĩ rằng cô bé bị ảo giác do thường xuyên nhìn màn hình, nên đã tịch thu chiếc iPad. Thế nhưng Vanja vẫn không bỏ cuộc. Khuya hôm đó đợi lúc Aiden và Maina đang ngủ, cô bé đã lẻn vào phòng lấy chiếc iPad, tiếp tục công cuộc săn ma của mình. Vừa đi ra hành lang, Vanja đã ngay lập tức đụng phải một người phụ nữ mặc đồ trắng. Cô bé vui mừng nghĩ rằng đó chính là bà mẹ đã mất. Bà ta bảo từ giờ sẽ không rời xa cô bé một lần nào nữa. Vanja ngây thơ không biết rằng thứ mình vừa gặp không phải là mẹ, mà là một linh hồn vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau, Maina bước vào phòng nhìn thấy Vanja đang ngồi trước gương, nghĩ rằng cô bé hôm nay siêng năng dậy sớm hơn mọi khi. Thế nhưng khi Maina vừa đóng cửa, trong gương bỗng xuất hiện một người đàn bà đứng đằng sau Vanja. Một lát sau khi hai vợ chồng đang ăn sáng, bỗng nghe thấy trên lầu có tiếng động. Maina vừa bước lên, nhìn thấy con búp bê được đặt ngay chỗ cầu thang. Cô gái sau đó lên chỗ căn nhà kho, tìm thấy một xấp tài liệu. Trong đó là bản di chúc của cha Aiden, về việc để lại tài sản cho con trai. Lúc này bất ngờ sau lưng Maina có tiếng sột soạt, cô gái đến kiểm tra, phát hiện Vanja đang nấp bên trong. Cô bé vui vẻ bảo rằng mình đang chơi trốn tìm cùng mẹ. Maina nghe xong vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng Vanja vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau, hai vợ chồng quyết định đưa cô bé đi biển du lịch. Bọn họ đến một bãi biển xinh đẹp vắng vẻ để nghỉ mát. Maina trong lúc đang đi dạo, bỗng nhìn thấy Vanja đứng đằng xa nói chuyện với ai đó. Cô bước đến hỏi thì cô bé bảo rằng mẹ của mình đang đứng ngay đằng sau. Maina hoảng hốt đứng dậy định gọi cho Aiden, bất ngờ như bị ai đó nắm chân, lôi xuống cái hố cát. Cô gái chưa kịp ngồi dậy, cát từ bên trên bắt đầu lấp lại, chôn sống cô gái. Nghe tiếng kêu cứu, Aiden vội vã chạy đến, may mắn đã kéo Maina lên kịp lúc. Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, Maina sợ hãi không ngủ được, chỉ biết cầm chặt chuỗi hạt cầu nguyện. Bỗng nghe thấy tiếng động vang từ phía xa. Cô gái bước ra ngoài kiểm tra, đi dọc khuôn viên dẫn đến khu ăn uống. Tại đây phát hiện một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi đánh đàn.
Mayna kinh hoàng nhận ra đó chính là người mẹ đã mất của Văn gia. Bà ta bất ngờ xoay đầu 360 độ, một gương mặt kinh dị từ từ lộ ra. Mayna hoảng sợ liền bỏ chạy. Cô gái sau đó trốn trong căn phòng chứa đồ. Vừa bật đèn lên, bất ngờ nghe thấy tiếng hét, Aiden giật mình tỉnh dậy, chạy đến nơi nhìn thấy Mayna đang vô cùng sợ hãi. Cô gái kể lại mọi chuyện cho chồng. Cả hai sau đó bước đến chỗ nhà ăn khi nãy, thế nhưng người phụ nữ đã biến mất từ lúc nào. Bọn họ không biết rằng trong camera, bà ta đang từ từ tiến đến. Vừa lúc đó cả hai bất ngờ bị hất tung lên không và rơi xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, bọn họ phát hiện người phụ nữ đang đứng trong góc. Bà ta bất ngờ lao đến khiến cả hai sợ hãi bỏ chạy về phòng. Biết rằng không thể tiếp tục để chuyện này diễn ra, Mayna quyết định nhờ đến pháp sư trừ tà. Đó là người phụ nữ tên Laras, cùng người cộng sự Reynard. Bọn họ là cặp đôi trừ tà rất nổi tiếng, từng xử lý rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Mayna sau đó kể lại tất cả mọi chuyện về sự xuất hiện của linh hồn mẹ Văn gia. Laras nghi ngờ đó không phải mẹ cô bé, mà là một linh hồn tà ác đang giả dạng. Để kiểm tra chuyện này, bọn họ đã nhờ Văn gia thực hiện nghi lễ cầu cơ một lần nữa. Lần này yêu cầu cô bé hỏi những câu hỏi chỉ hai mẹ con biết. Văn gia sau đó bắt đầu bài kiểm tra, kỳ lạ là chiếc bàn cầu cơ liên tục trả lời đúng những câu hỏi của cô bé. Laras thở phào nhẹ nhõm, liền yêu cầu bà giúp việc đưa Văn gia lên phòng nghỉ ngơi. Cô gái bảo rằng do mình suy nghĩ quá nhiều, đây quả thật chính là linh hồn mẹ Văn gia. Laras sau đó tìm cách liên lạc với bà mẹ, mong muốn giúp linh hồn bà ấy quay về thế giới bên kia. Thế nhưng dù hỏi cách nào vẫn không có ai đáp lại. Lúc này cả căn nhà đột nhiên mất điện. Chiếc bàn cầu cơ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên lầu, bà giúp việc phát hiện Văn gia đã biến mất, liền vội vã đi tìm. Khi đèn vừa sáng, Văn gia đã đứng trước mặt từ lúc nào. Cô bé như bị ai nhập, dùng kéo đâm vào mặt bà giúp việc, sau đó chạy xuống nhà dưới tấn công bà pháp sư Laras. Bọn họ nhanh chóng chạy đến khống chế Văn gia. Reynard liên tục đọc những câu thần chú, khiến cả cơ thể cô bé bay lên không trung. Sau một lúc cố gắng trừ tà, cuối cùng Văn gia cũng đã trở lại bình thường. Cả gia đình chưa kịp vui mừng thì bất ngờ phát hiện mẹ của cô bé đang đứng trong góc tường, gương mặt vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhanh chóng niêm phong căn nhà và chạy ra ngoài. Bà giúp việc cùng nữ pháp sư nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Laras sau đó tiết lộ rằng linh hồn đáng sợ kia không phải mẹ của Văn gia, mà chính là đứa con của quỷ. Thì ra trước đây bà ta đã từng đụng độ nó một lần. Anh trai của Aiden là nạn nhân đầu tiên. Vợ anh ta bị con quỷ nhập vào người, khiến cô ta trở nên điên loạn không thể kiểm soát, một tay giết chết chồng mình. Laras cùng cộng sự cố gắng dùng thần chú kìm hãm, thế nhưng sức mạnh của nó quá lớn, khiến cơ thể người vợ không thể chịu được, cái đầu bị đứt làm đôi khiến cô gái chết ngay lập tức. Linh hồn con quỷ cũng tạm thời biến mất, cho đến lúc này nó đã quay trở lại ám lấy Văn gia. Biết rằng con quỷ rất hứng thú với gia đình Aiden, Laras khuyên bọn họ nên tạm thời rời xa ngôi nhà, cho đến khi cô diệt trừ nó thành công thì hãy quay trở về. Ngày hôm sau, Laras cùng trợ lý đã quay trở lại ngôi nhà ma ám, bọn họ chuẩn bị đủ dụng cụ để thanh tẩy con quỷ, thế nhưng phát hiện nó không còn ở đây. Laras giật mình nhận ra ngôi nhà này chỉ là cái vỏ bọc, thứ con quỷ ẩn náu thực chất chính là trong con búp bê. Lúc này hai vợ chồng Aiden và Mayna đã đưa Văn gia đến xưởng sản xuất đồ chơi của gia đình để ở tạm vài ngày. Nơi này vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều búp bê Sabrina đang được chế tạo. Mayna đang đi, bất chợt nhìn thấy con quỷ đã đứng trước mặt từ lúc nào. Cô gái hoảng hốt liền đưa Văn gia chạy đến chỗ Aiden. Cả ba vừa định rời đi, bất ngờ Mayna bị con quỷ kéo chân, lôi vào bên trong và khóa cửa lại. Lúc này Laras cùng trợ lý cũng vừa đến nơi, bọn họ dùng sức cố gắng phá cửa. Vừa bước vào trong, bất ngờ Mayna từ đâu lao đến, cầm dao đâm vào người Laras. Cô ta đã bị con quỷ điều khiển, trở nên vô cùng điên loạn. Aiden cùng ông trợ lý đều bị nó hạ gục bất tỉnh. Thế nhưng mục tiêu của con quỷ chính là Laras, nhìn thấy cô gái bỏ chạy liền lập tức truy đuổi. Laras sau đó chạy vào trong nhà chính, con quỷ ngay phía đằng sau. Nó lao đến đè cô gái xuống định giết chết. Trong lúc nguy cấp, Aiden và ông trợ lý đã có mặt kịp thời cứu nguy. Cả ba cố gắng trấn áp con quỷ. Laras trong lúc chạm vào người nó, đã nhìn thấy được sự thật đằng sau. Thì ra ngay từ đầu, kẻ triệu hồi con quỷ chính là Aiden. Anh trai cậu ta là một người tài giỏi, những thiết kế đồ chơi của anh đều được lòng ông bố. Trong khi đó Aiden dù cố gắng thế nào, vẫn không thể sánh kịp anh trai mình. Khi ông bố nghỉ hưu, đã để lại phần lớn cổ phần công ty đồ chơi cho người anh. Aiden vô cùng căm phẫn. Hắn ta nghĩ ra kế hoạch, sẽ dùng bùa phép để khiến anh trai mình trở nên điên dại. Thế là Aiden đến gặp một tên pháp sư, nhờ hắn giúp triệu hồi một con quỷ từ địa ngục, gây ra tất cả những thảm kịch từ trước đến nay. Laras lúc này đã biết được sự thật, cô ta định thanh tẩy con quỷ. Bất ngờ nó lao đến chỗ Aiden và nhập vào người hắn ta. Sở hữu cơ thể mới mạnh mẽ, Laras cùng ông trợ lý không phải đối thủ, liền bị nó đánh văng ra xa. Laras sau đó chạy vào trong căn phòng, con quỷ ngay lập tức đuổi theo.
cô gái liền dùng sợi dây bùa chú trói chặt cổ con quỷ và khống chế nó. Trong lúc đó Mayna đã tỉnh lại, cô gái nhanh chóng chạy đi tìm con búp bê Sabrina. Đó chính là nơi con quỷ ẩn náu, phá hủy con búp bê sẽ khiến linh hồn nó tiêu tán. Bọn họ sau một hồi cố gắng đã khống chế được con quỷ. Lara dùng con dao đâm vào người búp bê, con quỷ thét lên đau đớn, sau đó ngay lập tức tan biến vào hư không. Mọi chuyện cuối cùng đã chấm dứt. Aiden sau đó bị bắt vì những việc làm mình đã gây ra. Cô bé văn ra sau nhiều tháng sống cùng Mayna, đã có thể tự mình vượt qua được nỗi đau năm xưa, xem cô gái như là người mẹ thứ hai của mình. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc, bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại vào video sắp tới, xin chào tạm biệt.